Thêm xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục với một video nữa. Vâng ạ. Như này vẫn chưa xong phải không? Chưa. Cái này là đang mới là cái phôi ấy thôi. Cũng cần hoàn thiện không nhỉ? Tương đối. Cho nên những các cái rễ này vẫn chưa dám cắt thế nào, vẫn để cho nó khỏe để thôi cây. À thế ạ. Sau này cái rễ này cũng có thể phải bỏ vì nó che mất cái mặt tiền. À vâng. À cái mặt này là mặt tiền đúng không nhỉ? Cái mặt này nhìn cái đường đi nó đẹp không? Vâng, nhìn thấy hết được cái đường đi chân nó chạy rất đẹp. Bông tán rồi giờ là chưa sửa kỹ được. Vâng. Đang nuôi để cho nó to thêm các cái tay cành. Vâng. Cái này ông làm từ đầu luôn được đúng không? Đúng rồi. Mua cái phôi người ta khai thác về. À. Vâng. Một phôi nó có cái đường nét thân chạy quá là hay nhỉ. Bây giờ đang nuôi nhiều lá để cho nó to cành ra đã không. Cuối năm thì mới dám lọc hết lá đi để làm lại chi tiết. À, bây giờ là mình cứ nuôi bấm thôi. Cuối năm thì là ông bấm cả lá nhặt tốt lá luôn. Nhặt hết lá đi thì mình mới điều chỉnh được cái xương. À, điều chỉnh xương. Điều chỉnh được cái bộ. Không uốn được. Rồi chỉnh co chứ kéo đây. Nó dày này không thể không nhìn được. Vâng, không nhìn thấy. Không thể biết được. Nếu mà làm kỹ phải gọt bỏ hết lá đi. Vâng ạ. Không là mình mới nhìn rõ được cái đường đi của cái tay cảnh. Vâng. Cái xương nó thì lúc ấy mình mới điều chỉnh được. Vâng. Ông Tình chia sẻ ông đang dựng một cái cây dưới đường nét quá là yêu luôn, quá là đẹp, nét nghệ thuật cao quá nhỉ ông nhỉ? Tức là trước đây là nó đến đâu ông mua nó là hồi nó đến nó đâu? Là cái gốc không thôi. À, một cái gốc này là mới hết à? À, cái chi bắt đầu mới ấy. Tay cành là bắt đầu ông lấy ra cái đường thân người ta khai thác ra. À, thế xong bắt đầu ông nuôi từ đấy. Đấy. Ra thì ông làm bóng đúng không? Đúng rồi. Đấy, chúng ta nhìn xem cái đường chi, đường tay của ông chạy. Đó. Nghệ thuật không? Cái cốt mà nó quý nhưng không biết cách mà dựng bóng thì nó cũng biết đi. Có những cái cành nó vọt lên khỏe quá thì cắt đi để cho nó khỏi bỏ đâm. Vâng. Còn một năm thì thường cắt được có một mùa. Một mùa duy nhất ạ? Một mùa, cuối năm thì nó đảm bảo. Vâng. Cuối năm thì nó là mùa đông à? Ừ. À, thế này làm cây vào mùa đông? À, đầu xuân. Hoặc là đầu xuân. Chỗ này là ông đang định làm cái tay phóng ở đây sao đúng không? Đúng. Còn đang dự ý, đấy. Nếu mà sau này hợp thì để, mà không hợp thì lại bỏ. Mình vẫn phải có cành nuôi, cành thừa. Chứ bây giờ nó là phôi mình chưa thể định hình chuẩn ngay được đúng không? Chuẩn ngay được. Sau này nó còn tận dụng nữa. À, cái này là ông làm bằng cái tay phóng này. Bên này thì ông làm như là cái tay rơi. À, tức là trên cây nó có một cái tay phóng và một tay rơi. Còn cái tay rơi này ông làm rất điệu này. Rất điệu. Tương lai nó là cái tay rơi cũng là đẹp. Đẹp đấy, như này là rất đẹp. Cây này là cây cũng là cây chuẩn chỉ ngày xưa đây. Vâng. Bao giờ tay thứ hai cũng là có cái nét rơi. À, tay hai thường là cái nét rơi. Cây nó điệu. Vâng. Còn đây như này là tay một này là lấy tay phóng ra không nhỉ? Tay một là chỉ là một là đĩa, hai là phóng ra chút thôi. Vâng. Còn tay rơi nó phải tay thứ hai. Vâng. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái nét phong tranh, đường nét thân khoe được hết, tay nó tương đối là thoát khỏi thân. Chơi mình nhìn thấy được hết cái trên nó thích. Chứ còn cái lối bonsai nước ngoài thì nó cứ như cái tam giác thôi. Vâng. Nhìn chỉ thấy mỗi cái bóng thôi. Chụp cái là xong. Muốn thấy cái bóng với cái bệ thôi. Bệ thì nó cứ đều tròn giống nhau, nó chỉ khác nhau to nhỏ nhiều quá. À. Nếu mà cùng một mẫu thì nó chơi, tôi nghĩ là chơi nó phải đa dạng. À. Chơi một mẫu thì nó nhanh chán, có nhiều. À. Bây giờ bác có 10 cây, tôi có 10 cây thì còn chơi gì.
xong lại cùng một kiểu đúng không? Cả một xã hội toàn giống nhau thế thì chơi gì? Đúng nó, lúc nó trở thành hàng hóa thì giá trị nghệ thuật nó phải kém. Đúng rồi. Cái gì nhiều thì nó cũng phải giá trị nó phải ấy đi chứ còn những cây mà nó ít nó hiếm thì mới là giá trị. Một họa sĩ người ta vẽ ra một bức tranh mà nó chỉ có một đường nét duy nhất thì cái đấy sau mới là thành tác phẩm quý. Còn nếu mà họ đã vẽ ra 5 bức tranh thì giống nhau cái là cái không còn giá trị cao nữa. Thực ra là đấy cũng như là tranh thật và tranh chép. À. Sinh viên ra trường nó chép hàng loạt giống hệt. À, nàng Mona Lisa lúc 2 ngày nó cho ra hàng nghìn bức luôn. Vâng. Thế nhưng mà chỉ có một bức tranh nhiều triệu đô thôi. Đúng đấy, phiên bản gốc. Sau những bức kia thì không còn giá trị. Thế thì nó mới khuyến khích cái người chơi. Vâng. Người chơi, người làm nó ra tạo ra những tác phẩm ấy thì người ta mới thấy được cái giá trị thật của nó. Đấy, rất là đặc biệt. Chúng ta lại được thấy ông dựng một cái cây ruối. Thì để cho cái dăm này nó cái dày như này là mình cứ cắt thử không? Có cần phải giật dăm hay là cái gì không? À, cũng có chứ. Nhưng cũng phải thu đúng không? Phải lọc à? Đây là mình bỏ những cái cây cành vọt đi. Vâng. Để cho nó đỡ bỏ những cái dăm con. Vâng. Còn mà đến lúc mình làm mình lọc kỹ thì phải cắt bỏ hết. À. Bỏ hết lá đi mình mới nhận được cái dăm nào để cái dăm nào bỏ. À. Bây giờ là cứ nuôi cho nhanh to đã. Vâng. Nuôi cho nhanh to. Cái đường nét dăm này ra là hình như là ông cái này là ông uốn ra cái đường dăm chính đúng không ông nhỉ? Đấy, có. Cũng phải uốn ra dăm chính, xong cái bắt đầu là từ cái dăm chính đấy mới mọc ra các cái dăm nhỏ. Và như này thì chắc sau cũng phải ông cũng phải uốn đè đấy. Sau này phải vào dây chứ. Vâng, vào dây. Phải vào dây không để cho nó ra. Ừ, đấy vào dây xong điều chỉnh để o ép co ép nó vào đúng cái vị trí ông nhỉ. Cái này nó cũng dăm thì cây nào nó có cái hướng là nó vênh váo nó chạy lung tung đúng không ông? Nó không vào đúng cái vị trí, kể cả là cái quả phúc cũng vậy. Như này nó cũng là ông đang làm là phôi thôi chưa xong, sau này ông sẽ đè làm sao đến lúc cái quả phúc nó phải tròn vo. Đặc biệt là cái cây dưới là cái dăm nó dày và nó dai không nhỉ, nó dễ làm dăm. Mà nó cũng như ru kiểu cốt, nó như ru cái chất cốt của nó cứng mà gỗ chơi nó trường tồn. Vâng. Cái lá của cái cây ru nhỏ hơn là cái cây dưới này ông nhỉ? Nhỏ hơn dưới. Nhưng mà dưới này cũng có 2-3 loại ấy. À thế ạ. Có loại to, có loại trung và loại bé. À thế ạ. 3 loại. Dưới nữa người ta còn gọi là Hoàng Anh Mộc đúng không nhỉ? Hoàng Anh Mộc. Đấy, cây có cái tên cực kỳ nho nhã. Tên nó cũng hay mà. Ừ, tên hay. Mà cái đường thân dưới nó mềm mại hơn. Nó mềm mại. Nhiều những cây khác. Vỏ nó dày, không lo cháy không chứ. Vâng. Kể cả là những cái nét tự nhiên ông nhỉ. Cái nét tự nhiên, ví dụ như cái cây này là cũng là cái tự nhiên cao này. Đấy, cây dưới là cái nét tự nhiên nó rất cao. Cây này là ông đang làm cái cây chữ tâm này đúng không? Đây, cây này nó là chữ tâm. Vâng. À, chỉ cần một ngọn và một tay buông. Ngọn là một tay buông thôi. Đây. Cái mỏng tí này. Tay cứ vuông xuống đây là phụ họa cho nét này thì nó sẽ phơi được hết, lộ được hết cái thân này. Vâng, lộ hết hoàn toàn. Nếu thân cái này mà bông tán ra đằng này thì nó lại bị che mất thân. Đúng rồi, mất giá trị cây luôn. Rõ ràng luôn, nhìn từ gốc lên ngọn. Từ gốc lên ngọn. Nhìn phát ra từ gốc lên ra tận đầu cành. Ừ, hết không sạch. Có bị che đậy gì cả. Không có một góc nào là bị che. Đấy. Cây rất là hay nhá. Đúng nghĩa chữ tâm này. Đường nếu mà mình xoay ngang dựng lên cái là thành chữ tâm ngay không nhỉ? Tâm đẹp luôn. Đây là... Thân nó gù gập này. Và quý lắm. Chạy cực khó. Quý lắm. Những cái lét gù gập này quý lắm. Không lọc nữa. Không thể nào mà người làm nổi cái nét thiên nhiên, nét tự nhiên nó quá là cao.
cái này thường là những cái dạng phôi như này là người ta làm từ phôi nhỏ hay là cái này khai thác tự nhiên? Khai thác ở trong thiên nhiên về. À, cái này là phải thiên nhiên, chứ, khó như này phải thiên nhiên. Chứ nuôi cũng có làm nghề như ở bên Văn Giang hoặc Nam Điền, người ta nuôi phôi. Vâng. Nhưng mà ở nông dân thì người ta cứ đất rộng, cứ cho không ruộng không, người ta uốn éo từ nhỏ nhưng mà nó vẫn bị cái lép để công nghiệp cứ... nó không còn. Vâng. Vì ở thành phố thì người ta không có đất, người ta nuôi trong cái chậu nhỏ lăm này lăm khác thì nó mới ra cái phôi đẹp. Chứ ở nông thôn thì đất rộng người ta cứ trồng nuôi công cái số lượng. Vâng. Giống nhau loạt. Giống nhau và nó cái tốc độ phát triển nó nhanh quá. Vâng. Thì cái phôi nó bị sượng hết. Sượng. Nó không thể làm nó già. Nó cũng như là không con gà công nghiệp mà mấy con gà ta. Vâng. Ông không thể biến con gà công nghiệp thành gà ta được. Đúng nó rồi. Đã to rồi thì ông không thể bé lại được. Vâng. Còn nếu mà thiên nhiên nó còn những cái da, những cái biểu bì ngoài trong những cái lớp nó. Chứ còn ở thành phố người ta đất chật mà người ta cứ dâm từ nhỏ trong các cái chậu bé, cái lăm này lăm khác người ta cứ để quên nó đi không. Vâng. Xong về sau người ta mới lấy ra được cái phôi, đấy là phôi giá trị. Dạ. Nó già đúng tuổi. Vâng. Chứ còn bây giờ đa số là về các vùng làm nghề là chỉ có phôi công nghiệp. Vâng ạ. Tạo thành cây giá trị khó. Khó. Không thể nào nó khác biệt được. Không thể nào mình không thể khác được. Cái năm tháng nó không, cái cảnh này năm tháng không ai cắt được. Nó phải năm tháng giá trị thực. Thế nên là cái mà để mà gọi là mình chơi cho mình là phải làm sao mà mình giữ được nó từ những cái gì, cái nét nó khác biệt ông nhỉ, ngay từ đầu. Thế sau đó mình tạo tác theo cái nét riêng của mình. Còn nếu mà để chơi mà người khác làm cho mình hoặc là như nào đấy thì thà rằng mua một cái cây gọi là người ta uốn sẵn rồi. Cây hoàn thiện sẵn thì về nó cứ giá trị, năm tháng nó lên. Vâng. Và lúc nào mình được chơi cây sạch sẽ đẹp. Vâng. Chứ còn nếu mà kinh doanh mà cái này cũng không đơn giản đâu. Nếu mà dễ quá thì cũng không phải là ít người làm. Rồi, nó đơn giản quá. Mà nhất là lại cái bất kể lĩnh vực gì cũng phải có kiến thức thì mới kinh doanh được. Vâng. Chứ mình không kiến thức mà mình cứ lao vào thì cũng là cái rủi ro không nhỏ đâu. Đúng rồi. Thật rằng nếu mà chỉ chơi đơn giản thôi, đơn thuần thôi thì một là có thể mua những tác phẩm của các nghệ nhân khác, hai là về Nam Điền sản xuất sẵn cái trang trí thế là xong đấy ông nhỉ. Còn những cây giá trị thì đúng là nó cũng không có nhiều, kể cả các nghệ nhân mỗi một đời người ta chỉ làm được vài ba tác phẩm một tiếng. Mình là người có tiền thì mình sử dụng, mình được sở hữu cũng như là luôn. Những bức tranh gốc ấy mà. Vâng, đấy càng ngày nó càng giá trị lên. Vâng. Chứ còn bây giờ mà để mà trông chờ vào cái phôi để mà mình không có kiến thức, mình nhờ người làm để mà sau nó thành tác phẩm quý hiếm thì rủi ro nó cao. Rủi ro cao. Đấy là cái mà tương lai quá mình không theo được. Vì đây người kiến thức đầy là người ta còn chưa dám. Đúng chưa rồi. Chưa làm. Vâng. Đây ông không biết gì, không có nghề mà lại đi kinh doanh cái lĩnh vực đấy, rủi ro nó phải cao. Ừ. Tất nhiên ông không có nghề mà đi hay đi phải tham khảo, đi hỏi cái quân sư có người tốt người xấu. À, vậy còn quân sư ấy là vấn đề đấy. Nó là cũng lại là một vấn đề. Vâng. Không phải là không có. À, rất trong làng cây nó là có rất nhiều. Rồi. Chứ không phải là không có. Vâng. Đấy, đúng là một điều cũng rất là đặc biệt. Ngày hôm nay chúng ta lại được ông chia sẻ thêm là cái việc mà thương mại với cả chúng ta tạo tác, rồi thì chúng ta chơi, cái chơi mà nó không biết hoặc thương mại mà không biết thì cũng đều là rất là nguy hiểm. Nên là tốt nhất chúng ta nếu mà chơi thì chơi cho mình, phải chơi đúng nghĩa. Còn thương mại thì phải bỏ thời gian công sức ra để chúng ta đi nghiên cứu, ông nhỉ. Chứ nếu mà cái gì cũng quân sư là nó cũng rất là mệt mỏi. Vì có thể quân sư tốt thì không sao, nhưng quân sư mà không tốt thì cũng mệt, cũng đau đầu đấy. Chúng ta phải trả giá bằng kinh tế hết. Rồi, cảm ơn ông những cái đấy gọi là những cái bí mật trong nghề đây được tiết lộ. Ông từng trải rồi đấy, cũng trải qua hết rồi ông nhỉ. 45 trong nghề rồi. Vâng. Còn cái gì nữa đâu. Đây ông chia sẻ thẳng thắn để cho chúng ta có cái góc nhìn rất là đa chiều và góc nhìn rất là thực tế.
cảm ơn ông rất là nhiều những điều đã chia sẻ. Hẹn ông clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị dành thời gian theo dõi. Dạ, chào ông ạ.